Vâng, xin chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại triển lãm văn hóa Kinh Bắc, Bắc Ninh. Hôm nay diễn ra khai mạc của triển lãm. Ở trong cái khu vực này có rất nhiều những cây cảnh đẹp được cây đặt ở đây. Đây là cái cây dưới của nhà vườn Hoàng Tuấn, một cây dưới dáng siêu bay rất đẹp. Đây gặp ông chủ cây đây, ông Tuấn chia sẻ một chút, ông Tuấn ơi. Chia sẻ chút về cây này. Vua Tuyến này xem. Thao tác trong 15 cây dưới này cũng là coi như là mang ra đây để chia sẻ và tham khảo anh em, là coi như là còn những cái gì nó còn thiếu hoặc là như nào là anh em mình cho xin ý kiến để về hoàn thiện thêm. Vâng, đây là chú Tuấn cũng 10 năm đây bác ạ. Chủ của cái cây dưới này. 10 năm mà cây này là. Ơi, xếp đôi. Ôi giời ơi. Bạn này đem mấy cây? Nay mang là đây, cây đây còn gì? Chào anh nhé. Đây mang cái dưới thôi. Cái dưới anh này. Đây đây mới chưa chưa đây câu lạc bộ. Mấy năm mới được mang cái đây để hòa đây. Hòa này bảo. Đây. Cái này còn cảnh của bên này của Tân. Lão Thọ Bách Nhi nhà vườn Hoàng Tuấn. Nó thấy trên phê của bạn nó mang 3 cây mà. Đâu, em mang một cây, còn lại mang một gian hàng trên kia khẩu vào 8-9 xe khẩu cơ mà. Cả một cái gian hàng giống như hôn lọa tưởng mang cái không mang lục vùng điêu. Không. Với những tác phẩm cây to mang để làm được những cây to mà nó mịn thì rất xanh, khó. Nhưng mà cũng đã mang cái bóng dáng rất là đẹp. Giờ chỉ còn thời gian mất 1-2 năm nữa là cây này sẽ mịn tít. Trong cái cây dưới nó rất hay là khi mình ép dăm cành tay nó vẫn to, vẫn lớn lên. Với em thì cái cổng xử lý lại nó cũng đẹp hơn, nhưng mà của nó lại rất là hợp anh từ đây cái ảnh nó rất đẹp, cái một con này cả cây chân mà mấy tấn nhỉ. Vâng, khi ở nhà thì quay ở cái không gian nó nhỏ, chúng ta chưa nhìn hết được cái vẻ đẹp của nó. Khi ra cái không gian lớn và được so sánh với nhiều cây khác thì chúng ta mới cảm nhận hết được cái tác phẩm này. Thực sự quá đẹp. Vâng, thực sự rất phiêu, rất đẹp. Một cây dưới lớn có cái dáng bay tự nhiên, bồng bềnh tảng vân. Cây già lu biếu. Đúng là một cây dưới có cái dáng đặc biệt. Chúng ta có thể xem bông chi dăm của cây nhé. Đây này, trước em làm định làm cái dáng để một bông kia một trăm như cây này luôn, không có khác gì mà. Thế thì em đặt tên nó là cây đoạn chi là làm dàn con sò thì nó có nhiều thế hệ đây, làm thế hệ rất nhiều thế hệ, còn cái này nó leo lên cái này kính lâu nó đẹp ra. Cái này nếu chụp ảnh không đẹp đâu. Cây này thì nó lại không giống như thế này. Anh Tuấn này ở đây nó có bán đâu. Như đấy chứ. Chợ. Vâng, quay nhìn góc nào cũng thấy đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cây cảnh em ơi. Vâng, ở vế đường trước này là cái dãy cây của nhà vườn Dũng Tân cùng với một số những cây cảnh khác của các nhà vườn. Ở triển lãm Bắc Ninh đợt này tổ chức rất lớn và rất hoành tráng, hàng ngàn cây được đưa về đây, cây đặt thành hàng thành lối. Thực sự là không gian đây quá lớn, thế nhưng mà bao nhiêu cây cũng đặt kín. Ơi, bạn xuống. Anh à? À, em bị điều hòa đây. Chú Quấn bị điều hòa đây, sang anh rồi đây. Cây em đây. Chúng ta cùng đi xem qua một lượt. Em bị điều hòa. Em từ hôm lọ anh Cường sang. Cây này mới tuốt lá che đậy sợ cháy. Bộ râm rất đẹp, cây cổ. Vâng, chúng ta cùng xem tác phẩm sung Tần Trung rất mịn quá. Đây bao nhiêu tiền ạ? Giá trị. Giá trị em chưa bán được nó nhưng em chưa biết nó bao nhiêu. Trước mua thì trước mua thì nó 100 thôi. Là 100. Rất đẹp. Hai con này là đấy em còn em với cái con cây của em đi thì nó một cây sung dáng siêu của nhà vườn Hoàng Tuấn, cây già bẹ đẹp. Cái bộ thân pháp của cây này rất chuẩn, là một trong những cây đạt tiêu chí về bonsai. Hơn nữa cây sung này lại có bộ râm rất là đẹp, dày, lá được ép nhỏ. Rất bồng bềnh. Anh chơi ít thôi, chơi được, không mua nhiều làm gì. Bây giờ giảm hết cây nhỏ. Quả thực nếu làm được cây sung nó bộ râm dày như cây này là cũng khá lâu thời gian và cũng phải rất công phu mới làm được. Người này đang giảm vườn đi về sức khỏe yếu rồi. Thứ hai nữa là cái vườn nó là cho con nó làm nhà trên vườn là rất là nhất mặt bằng. Bây giờ phải thu ngoài bán bớt đi. Khá đẹp. Chúng ta cùng xem cây sành ba vai, cây nối cổ
cây này rất già, bẹ vững chắc và chân móng rất đẹp. Ở trong cái cây cảnh nghệ thuật, cái độ lệch thì nó làm nên cái điểm nhấn cho tác phẩm. Ở cái cây này cũng đạt những cái tiêu chí đó. Chúng ta cùng xem cái chân bẹ của cái cây này nhé. Cây này cắt giật, chuyển hướng nhiều lần. Giả nhỉ, cây giả, côn cây, thân pháp co lắc. Cây này nhìn rất khoan thai và chững chạc. Chúng ta có thể xem một vài tác phẩm nữa. Vâng, đây là một cây si búp hồng dáng trực, lu biếu nhiều trên thân. Đây chính là cái bộ bẹ của cái cây này. Bên cạnh đây có một cây lộc vừng siêu trái rất là nhiều. Oh.